Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 25 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đại sứ quán Mỹ Trung đấu khẩu dữ dội giữa Hà Nội. Cơ quan đại diện ngoại giao của hai cường quốc hàng đầu thế giới đặt tại thủ đô Hà Nội của Việt Nam mới đây đã đấu khẩu trên các trang Facebook chính thức của họ, xoay quanh quan điểm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vào hôm 20 tháng 11, trang Facebook của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội trích đăng một phát biểu của ông David Steele, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, nhận xét rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày nay có quan điểm thù địch với các nước láng giềng, với Mỹ cũng như phần lớn các nước còn lại. Đây là hình ảnh chụp màn hình bài đăng vào hôm 20 tháng 11 của Đại sứ quán Mỹ với phát biểu của trợ lý Ngoại trưởng Steele về Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đại sứ quán Mỹ cho biết trợ lý Ngoại trưởng chuyên trách Đông Nam Á-Thái Bình Dương Steele phát biểu như trên trong một buổi thảo luận trực tuyến của Viện Hoover vào cuối tháng 10 vừa qua. Ông Steele còn nói thêm rằng mục đích của Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải vì sự ổn định hoặc tôn trọng chủ quyền của các quốc gia, tôn trọng luật pháp, vẫn theo Đại sứ quán Mỹ chia sẻ. Bài đăng ngắn gọn bằng hai ngôn ngữ Anh và Việt của Đại sứ quán Mỹ đã nhận được hơn 3.200 phản ứng yêu thích và hơn 700 lời bình luận ủng hộ. Tiến sĩ Hào Hoàng Hợp thuộc Viện Nghiên cứu có trụ sở tại Singapore đã đánh giá với Đài tiếng nói Hoa Kỳ rằng phát biểu của ông Steele cho thấy chính quyền của Tổng thống Donald Trump xem Đảng Cộng sản Trung Quốc là người gây gổ với các nước láng giềng. Trên cơ sở đó, chính quyền của ông Trump xác lập quan điểm đối ngoại và cách ứng xử về lâu dài của Mỹ với Trung Quốc, thậm chí cả sau khi nước Mỹ có một chính quyền mới kể từ năm 2021. Tuy nhiên, giáo sư Ngô Vĩnh Long thuộc Đại học Miner Mỹ nhận xét với Đài tiếng nói Hoa Kỳ rằng trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Steele đã quá lời khi nói về Trung Quốc. Theo giáo sư, tuy Trung Quốc có gây áp lực với các nước láng giềng, song họ chưa đến mức thù địch. Việc đại sứ quán Mỹ đăng lên phát biểu của ông Steele vào thời điểm này sẽ không có tác dụng đặt ra đường hướng ngoại giao của Mỹ cho chính quyền mới. Ông cũng dự báo rằng chính quyền của ông Biden khi nhậm chức sẽ có cách tiếp cận mềm dẻo hơn với Trung Quốc. Vài giờ sau khi đại sứ quán Mỹ đăng bài, Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội đã đáp lại với một bài viết hơn 700 từ chỉ trích việc Đại sứ quán Mỹ công kích Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là hình ảnh bài đăng trên trang Facebook vào hôm 20 tháng 11 của Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội đáp lại một bài của Đại sứ quán Mỹ. Cơ quan đại diện ngoại giao của đất nước với 1,4 tỷ dân nói họ kiên quyết phản đối tình trạng một số chính khách và quan chức Mỹ trong thời gian vừa qua đã đưa ra lời nói dối và công kích ác độc đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng như cổ suý đối đầu ý thức hệ. Tiếp đến, Đại sứ quán Trung Quốc khẳng định về mặt nội bộ, người dân nước này vẫn cương quyết ủng hộ Đảng về mặt quốc tế và các nước sẽ không bị lừa đảo bởi những lời nói dối của quan chức Mỹ. Bài đăng của cơ quan đại diện ngoại giao Trung Quốc nhận được hơn 1.300 phản ứng, trong đó có gần 900 biểu tượng mặt cười và hơn 100 biểu tượng mặt tức giận, 300 biểu tượng thích. Có gần 1.000 lời bình luận, nhưng khó có thể đánh giá tỷ lệ phản đối hay ủng hộ vì phía Đại sứ quán Trung Quốc đã ẩn đi nhiều ý kiến. Tiến sĩ Hoàng Hợp nhận định với Đại tiếng nói Hoa Kỳ rằng phản đòn của Đại sứ quán Trung Quốc một mặt nhắm đến là phía Mỹ, song cũng mang tính đối nội với mục đích nói với người dân Trung Quốc rằng Mỹ có chính sách xấu xa. Tuy bài viết có phần tiếng Việt, nhưng Đại sứ quán Trung Quốc không coi người Việt Nam là độc giả chính và cũng không đặt ra mục tiêu lôi cuốn hay răn đe Việt Nam, ông Hợp nói tiếp như sau. Họ muốn độc chiếm Biển Đông, có những đòi hỏi vô lý, xâm hạm chủ quyền và lợi ích quốc gia của Việt Nam, đặc biệt là bấy lâu nay gây gổ, hung hăng. Cho nên không thể nào mà dùng thông điệp này để lôi kéo hay răn đe Việt Nam. Và phần nào có cùng chung suy nghĩ, giáo sư Ngô Vĩnh Long tiếp tục bình luận như sau. Đại sứ quán Trung Quốc phải lên tiếng vì họ không muốn mất mặt với dân chúng của họ. Họ lên tiếng không phải để dọa nạt Việt Nam. Đây là hình ảnh Tổng lãnh sự quán Trung Quốc đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng tham gia khẩu chiến với một câu khá bất nhã nhắm đến chuyến thăm của cố vấn an ninh quốc gia O'Brien đến Hà Nội như sau: sắp mất chức lại suối bẩy gây chuyện khắp nơi, về nước chuẩn bị chuyển giao công việc cho cố vấn an ninh kế nhiệm đi. Nhưng sau đó dòng Facebook này đã bị xóa đi nhưng vẫn còn xem được trên lịch sử chỉnh sửa của nó. Giáo sư Long cho rằng việc các cơ quan ngoại giao của hai nền kinh tế số 1 và số 2 thế giới khẩu chiến qua lại giữa Hà Nội không làm cho Việt Nam thấy mình trở nên quan trọng hơn. Thậm chí việc này còn làm cho Việt Nam thấy mình bị rơi vào thế kẹt.
nhưng Việt Nam không dại và không bị lôi kéo về một trong hai bên, giáo sư Long nói thêm với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ như vậy. Tuy nhiên, về khía cạnh này, tiến sĩ Hoàng Hợp có quan điểm khác khi ông cho rằng Việt Nam không cảm thấy khó xử khi hai nước lớn khẩu chiến ở thủ đô Hà Nội. Đối với người dân Việt Nam, cuộc khẩu chiến là một diễn biến thú vị. Còn về phía giới chính trị Việt Nam, theo học giả này, họ cũng đã xác định họ đứng về bên nào rồi. Chính quyền Việt Nam biết rằng Mỹ và Trung Quốc đang có cạnh tranh nước lớn với nhau. Nhưng việc đó liên quan trực tiếp đến lợi ích quốc gia của Việt Nam, vì hiện nay Trung Quốc muốn độc chiếm Biển Đông, muốn phủ nhận chủ quyền ở nơi mà Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền. Do đó, Việt Nam đã nêu rõ Việt Nam thượng tôn pháp luật quốc tế và hoan nghênh các chính sách, các hành động thượng tôn pháp luật quốc tế, đặc biệt là các luật lệ về biển. Gần đây, theo quan sát của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, chính quyền của Trung Quốc đã nhiều lần sử dụng các trang Facebook bằng tiếng Việt do Bắc Kinh hậu thuẫn để công kích nước Mỹ. Vào hôm 1 tháng 11 năm 2020, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đăng bài viết có nhan đề "Liệu còn nhớ những đau thương mà Mỹ gây ra cho Việt Nam nhằm chống đối Trung Quốc?" sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo kết thúc chuyến thăm đột xuất đến Việt Nam kéo dài 2 ngày từ 29 đến 30 tháng 10 năm 2020. Bài viết nhắc nhở Hà Nội rằng Mỹ từng gây đau thương cho Việt Nam trong cuộc chiến tranh cách đây nửa thế kỷ. Và nay, Mỹ có mưu đồ xúi giục các nước ASEAN chống Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Đây là hình ảnh bình luận về chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo. Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc viết với bài với tựa đề "Ông Pompeo sống trong giấc mộng ngông cuồng, làm thế nào để vượt qua chuyến công du nhục nhã của ông đây?" Trước đó, vào hồi tháng 7, Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội đã đăng bài cảnh báo rằng việc Mỹ xây dựng quan hệ tốt đẹp với Việt Nam là có mục đích ly gián quan hệ Trung-Việt, cũng như nhằm biến Việt Nam thành con cờ phục vụ cho chiến lược Mỹ chèn ép Trung Quốc. Cả hai bài viết đều vấp phải nhiều phê phán từ những người sử dụng Facebook ở Việt Nam, theo quan sát của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trong chuyến thăm Việt Nam từ ngày 20 đến 22 tháng 11 năm 2020, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ O'Brien đã phát biểu ấn tượng như sau. Thể chế chính trị của chúng ta có thể khác nhau, nhưng tuyên ngôn độc lập của cả Mỹ và Việt Nam tôn vinh những giá trị giống nhau. Và xuyên suốt chiều dài lịch sử của các bạn, người Việt Nam giống như người Mỹ đã đấu tranh chống lại những ai muốn xâm phạm chủ quyền của các bạn. Người Việt Nam đã hy sinh để bảo vệ bản sắc và không gian chiến lược của mình. Ông O'Brien đã nói trong bài phát biểu trước các sinh viên Đại học Ngoại giao của Việt Nam tại Nhà khách Chính phủ Hà Nội vào hôm 22 tháng 11 năm 2020. Chúng tôi tôn trọng lòng yêu nước, tầm nhìn, quyết tâm của các bạn và tâm huyết của các bạn dành cho một quốc gia độc lập và thực sự có chủ quyền, không phụ thuộc vào quốc gia nào khác, ông khẳng định. Theo Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, sự kiện cũng nhằm đề cao những nỗ lực chung của hai nước trong việc thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Và tại Việt Nam, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ O'Brien đã gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Đây là hình ảnh Cố vấn An ninh Quốc gia O'Brien và Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh. Trong các cuộc gặp này, ông O'Brien tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với một nước Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập, góp phần vào an ninh quốc tế và tôn trọng thượng tôn pháp luật. Và ông cũng nhấn mạnh mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam đang phát triển tốt đẹp hơn bao giờ hết. Gửi lời chia sẻ với tình hình lũ lụt ở miền Trung Việt Nam vừa qua, ông O'Brien khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam, thể hiện qua việc Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ đã hỗ trợ cho Việt Nam 2,34 triệu đô la nhằm đối phó với thiên tai. Tại Hà Nội, ông O'Brien cũng đã công bố việc tổ chức này đóng góp thêm 20 triệu đô la vào dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa, nơi lưu giữ và xử lý chất độc da cam chính trong thời kỳ chiến tranh và là điểm nóng dioxin lớn nhất còn lại tại Việt Nam. Tuyên bố đưa tổng giá trị tài trợ cho dự án Biên Hòa của cơ quan này cho đến nay đã lên hơn 110 triệu đô la, theo thông tin từ Đại sứ quán Mỹ chia sẻ. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ O'Brien kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam kéo dài 2 ngày hôm 22 tháng 11 năm 2020 bằng sự kiện giao lưu với các sinh viên Học viện Ngoại giao tại Nhà khách Chính phủ ở Hà Nội. Quan hệ giữa hai nước phát triển mạnh mẽ trong 25 năm qua. Dù dưới thời Tổng thống Bill Clinton, Tổng thống Bush, Tổng thống Obama hay Tổng thống Donald Trump. Do vậy,
bất chấp Tổng thống Mỹ kế tiếp là ai, thì quan hệ Mỹ và Việt Nam sẽ vẫn bền chặt. Ông O'Brien đã chia sẻ như vậy. Ông O'Brien cho biết, khi Mỹ và Việt Nam vượt qua đại dịch, mối quan hệ kinh tế sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng. Và Mỹ sẵn sàng giúp Việt Nam thúc đẩy kinh tế. Ngược lại, chúng tôi muốn Việt Nam mua nhiều hàng hóa của Mỹ hơn và chào đón nhiều công ty Mỹ đến Việt Nam hơn nữa, ông O'Brien đã nói. Đồng thời cho biết hai bên đang nỗ lực cân bằng cán cân thương mại, cố gắng không làm cho vấn đề xuất siêu của Việt Nam làm ảnh hưởng đến quan hệ của cả hai nước. Đây là hình ảnh Cố vấn An ninh Quốc gia O'Brien phát biểu với các sinh viên Học viện Ngoại giao. Cố vấn An ninh Mỹ khẳng định quan hệ song phương giữa Mỹ và Việt Nam sâu rộng, trải dài trên nhiều lĩnh vực và đa chiều chứ không chỉ gói gọn trong vấn đề thương mại. Chúng ta là những quốc gia trưởng thành và lợi ích của hai nước vượt quá khuôn khổ thương mại, ông đã nói như vậy. Việt Nam là một nước có diện tích lớn, con người chăm chỉ, thông minh và kiên cường trong mọi mặt trận. Bài học mà nước Mỹ đã trải qua, vì thế chúng tôi tin rằng Việt Nam đóng vai trò tối quan trọng trong kiến tạo cấu trúc an ninh vì một Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Ông O'Brien trả lời câu hỏi của sinh viên Nguyễn Hà My như thế. Quan chức cấp cao của chính quyền ông Donald Trump cũng cho biết hợp tác an ninh và quốc phòng sẽ là nền móng cho quan hệ hai nước trong 25 năm tới khi đề cập tới các cuộc gặp với lãnh đạo Bộ Công an, Quốc phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 21 tháng 11. Ông nói, chúng tôi đã thống nhất tăng cường lực lượng cảnh sát biển của Việt Nam nhằm bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở Biển Đông, cũng như các tài nguyên thiên nhiên, dầu khí và khoáng sản. Một trong số đó là việc chuyển giao tàu tuần duyên lớp Hamilton cho Việt Nam. Ông O'Brien cho biết, trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa các lực lượng hải quân, không quân và chuyển giao chiến hạm để tham gia và giúp tăng sức mạnh quốc phòng cho Việt Nam. Quan chức cấp cao của Mỹ cũng đồng thời nhấn mạnh ông không có ý muốn gây hấn với Trung Quốc và kêu gọi nước này tuân thủ luật pháp quốc tế cũng như tôn trọng các nước láng giềng. Ông nói tiếp, nước Mỹ muốn có quan hệ tốt với Trung Quốc như những gì chúng tôi có với Việt Nam. Vấn đề chủ quyền không trực tiếp tác động đến chúng tôi, nhưng chắc chắn ảnh hưởng tới Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Nhật Bản hay Ấn Độ. Nó sẽ là thách thức lớn nhất buộc chúng ta phải giải quyết trong 25 năm tới. Ông O'Brien cho rằng đã có sự đồng thuận trong quan điểm của người dân và Quốc hội Mỹ về chính sách ứng phó với Trung Quốc và dự đoán chính sách của Mỹ trong 4 năm tới về vấn đề này sẽ không mấy khác biệt, tức là giữ nguyên lập trường cứng rắn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư ngày 25 tháng 11 năm 2020 với bản tin Đại sứ quán Mỹ và Trung đấu khẩu dữ dội giữa Hà Nội. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.